Trước hết, cho phép thầy gửi lời chào đến tất cả các bạn học viên của Trung tâm Ngoại ngữ ASEAN. Thì để liên tục chuỗi kiến thức trong cái kỳ thi A2, thì hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục chúng ta có thể cùng nhau ôn lại những cái điểm ngữ pháp quan trọng trong kỳ thi A2, và hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn thêm tự tin hơn trong việc học và vững vàng hơn trong việc tham gia những kỳ thi sắp tới. Trước mắt màn hình của chúng ta thì đây là những cái danh mục về 10 điểm ngữ pháp trong cái chương trình A2. Thứ nhất là singular and plural nouns, là danh từ số ít và danh từ số nhiều. Thứ hai là pronouns, là đại từ. Thứ ba là modal verbs, là động từ khiếm khuyết. Thứ tư là infinitive and gerund, động từ nguyên mẫu có to, động từ thường niên. Adjectives and adverbs, tính từ và trạng từ. Thứ sáu là comparisons, là so sánh. Thứ bảy là conjunctions, liên từ. Thứ tám là quantifiers, từ chỉ định lượng. Thứ chín là prepositions, là giới từ. Thứ 10 là conditionals, là câu điều kiện. Thì đây là tất cả 10 điểm ngữ pháp trong cái chương trình A2, và cộng với cái thì là 6 thì cơ bản và 4 sự hợp thì như các bạn đã được xem qua trước đó. Thì trước hết thầy sẽ đi vào chi tiết cụ thể về từng cái chủ điểm ngữ pháp. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phần đầu tiên là về nouns, là danh từ. Thì danh từ thì chắc có lẽ rằng là hầu như tất cả các bạn nhắc đến danh từ thì chúng ta đều biết hết danh từ là gì. Danh từ là một cái loại từ để chỉ người, hay là chỉ vật, hay là một sự việc, hay là một tình trạng, hay một cảm xúc nào đó. Thì danh từ thì nó được chia thành ba cái nhóm chính. Thứ nhất là common nouns and proper nouns, là danh từ chung và danh từ riêng. Thứ hai là collective nouns and abstract nouns, là danh từ tập hợp và danh từ trừu tượng. Thứ ba là countable nouns and uncountable nouns, là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Thì nói về cái danh từ chung và danh từ riêng thì hầu như người ta đều có những cái khái niệm về nó hết. Danh từ chung là những danh từ nó diễn tả một sự vật, một sự việc, hay là một người, một vật đó, chung chung thôi, không có cụ thể, không có đích danh kêu một cái tên gọi nào hết. Ví dụ city là thành phố, country là miền quê, river là sông, vân vân. Còn danh từ riêng là những cái danh từ nó chỉ một cái tên riêng, một người nào đó, hay một vùng miền, hay là một cái khu vực nào đó có tên gọi và chỉ đích danh. Ví dụ những cái tên như là Mary này, Tom này, hoặc là khu vực như là ở nơi chốn như là London này, vân vân. Còn danh từ tập hợp là những danh từ nó chỉ về người và vật, là tập hợp, chính là nó tập hợp lại những cái thành phần ở bên trong đó, có thể là con người, có thể là vật. Ví dụ army là quân đội, thì có nhiều cái quân đội, những cái quân nhân ở trong đó. Như là family là gia đình, thì có nhiều thành viên ở trong gia đình, thì như thế nó gọi là danh từ tập hợp. Còn danh từ trừu tượng là những cái danh từ mà chúng ta có, hầu như là chúng ta không thấy được và chỉ có thể cảm nhận được mà thôi. Ví dụ những với những cái từ như là hope là hy vọng, hay là freedom là sự tự do, hay là independence là sự độc lập. Còn danh từ đếm được là những danh từ chúng ta có thể là căng đông đo đếm, có thể cầm nắm sờ mó bằng mắt, bằng tay được. Ví dụ như là apple, ví dụ là table hay là chair, chế táo, cái bàn hay là cái ghế. Còn những danh từ không đếm được là những danh từ là nó chỉ những cái vật mà chúng ta có thể căng đông, nhưng thật sự rất chúng ta không thể nào mà đếm được. Ví dụ coffee là cà phê, có nhiều cái hộp nhỏ chúng ta không thể nào đếm được. Hay là milk, chung để sữa cũng được. Hay là rice là gạo, hay là water là nước. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Như các bạn đã thấy trên màn hình á, thì trong cái danh từ đếm được và không được này, thì nó lại có một cái chia tách nhỏ trong cái danh từ đếm được. Thì trong cái có nghĩa rằng là gì? Là trong danh từ đếm được nó lại chia ra là danh từ số ít là singular nouns, và danh từ số nhiều plural nouns. Và các bạn hãy lưu ý một điều rằng là cái danh từ số ít thì chúng ta được phép sử dụng những cái mạo từ anh hoặc là the ở trong đó. Còn đối với những danh từ số nhiều là chúng ta không được phép dùng mẫu từ anh trong. Vì số nhiều nó đã thêm mới song trọng rồi. Và đặc biệt một điểm cực kỳ quan trọng là chúng ta hãy chú ý rằng là cái danh từ không được thì nó sẽ không có bao giờ dùng cái mạo từ. Các bạn lưu ý. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết về cái danh từ số ít và danh từ số nhiều. Thì trong cái danh từ số ít và danh từ số nhiều thì nó có những cái vấn đề càng chúng ta càng nên làm rõ như sau. Thứ nhất là đối với những danh từ thể số nhiều, hầu hết
là được thêm ít ở sờ phía sau nó. Thứ hai là đối với danh từ nó tặng cùng bằng những chữ là CH hay chữ SR hay móc hay là SR hay là SH thì được thêm vào ES vô tặng cùng. Thứ ba là đối với những danh từ tặng cùng bằng chữ F hoặc là chữ FE thì chúng ta thay đổi chữ F bằng chữ V và chúng ta chỉ cần thêm ES vô. Nói như vậy một cách đơn giản mà dễ hiểu là gì, là chúng ta chỉ cần là gì, căng cái từ chữ F trở về sau chúng ta bỏ đi và chúng ta thêm vào V, ES là xong, là tạo được hình thức số nhiều của danh từ. Cái phần thứ tư là có một vài cái danh từ số nhiều bắt quy tắc chúng ta cần phải nhớ, phải nắm rõ. Cái phần thứ năm đó là danh từ tặng cùng bằng những cái nguyên âm giống như là âm Y và âm O thì cái nguyên tắc và quy tắc như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn phần này. Và phần cuối cùng là phần thứ sáu là một vài danh từ có cái thể số ít và thể số nhiều giống nhau. Nói như vậy có nghĩa là gì? Ở cái danh từ số ít và danh từ số nhiều thì là một chữ một mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết vào cái phần thứ nhất của danh từ số ít và danh từ số nhiều. Đó là đối với cái thể số nhiều thì hầu hết danh từ là chúng ta thêm ít. Ví dụ ở đây có trên, như các bạn thấy ở trên bảng đây là có hai cái cột, một cột số ít và một cột số nhiều. Ví dụ như bottle số ít thì số nhiều của nó thì là bottles. Và chúng ta chỉ cần thêm ít sờ vô mà thôi. Như là chữ cup, như là cups. Rồi tương tự như vậy, chữ là pencil hay là pencils. Các bạn lưu ý trong cái phần mà thêm vô thì chúng ta khi mà đọc thì chúng ta có những cái âm, âm Z hoặc âm SR thì chúng ta phát âm cho nó phù hợp và nó đúng với cái từ loại của nó, với hình thức của nó. Hay là chữ river là rivers, là window, windows, hay là book hay là books. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau qua cái phần thứ hai, đó là đối với những danh từ tặng cùng bằng CH, SR hay móc, chữ SR và SH thì chúng ta chỉ cần thêm ES vô là xong. Thì thầy cũng đã hệ thống lên các bạn cho các bạn thấy dễ nhìn hơn. Một cột bên tay trái là danh từ số ít, một tay phải là danh từ số nhiều. Ví dụ chữ là box và số nhiều của nó là thêm ít vô là boxes. Cho nên là cái âm insect nha các bạn. Hay là chữ watch, watches. Là chữ kiss, kisses. Là chữ bus, buses. Là chữ wish, wishes. Và cái phần thứ ba đó là cái phần đối với những danh từ tặng cùng bằng chữ F hoặc là chữ FE. Thì chúng ta chỉ cần là như thầy nói là đơn giản thôi, là chúng ta căng chữ từ chữ F trở về sau của một cái từ đó chúng ta bỏ hết đi để thay đổi thành số nhiều, chỉ cần thêm V, ES vô là xong. Đây là cái ví dụ mà chúng ta có thể cụ thể rõ hơn. Với chữ cái chữ là wolf thì số nhiều của nó chúng ta cần bỏ chữ F, chỉ cần thêm bên đây là V, F vô là xong, đọc là wolves. Hay là chữ wife là vợ, hay là wise. Cứ thế là chúng ta nhớ nắm nguyên tắc này để chúng ta biết cách biến đổi cho nên sao cho nó phù hợp và nó chính xác nhất. Ví dụ là con dao knife, knife. Rồi cái gì cũng vậy, nó sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ và nó sẽ phá vỡ cái nguyên tắc này. Ở đây nó có ba cái từ thầy đơn cử cho các bạn. Thứ nhất là chữ chef, ở hình thức số nhiều của nó thì chúng ta mặc dù chúng ta gặp là cái chữ F tặng cùng là F thì phải bỏ F, VS vô là mới tạo thêm số nhiều, nhưng không. Đối với những chữ này thì chúng ta cần lưu ý là chỉ cần thêm SR vô là xong. Là chips là bếp, là chip là chips là người đứng đầu, hay là chữ roof, roofs là mái nhà. Cái phần thứ tư là đối với ở đó có một vài cái danh từ số nhiều bắt quy tắc chúng ta cần nhớ. Và thỉnh thoảng chúng ta quên đi, chúng ta quên chúng ta viết thì chúng ta viết nhầm. Ví dụ như chữ là số ít của chữ child, số nhiều là children, phụ nữ là women, số nhiều độc đọc là women. Nó chỉ khác nhau cái chỗ là cái chữ A thành chữ E mà thôi, và nó cũng thay đổi về cả cái cách đọc luôn. Thì chữ men, men, âm A thành âm E. Hay là mouse, mice. Hay là chữ goose, ngỗng. Hay là geese, là poison, là people, số nhiều. Hay là chữ tooth, hay là teeth, hay là foot, hay là feet. Thì các bạn lưu ý một điều rằng là ở đây nó có một cái nguyên tắc chúng ta cũng dễ nhìn nhận và hầu như là nó không thay đổi quá nhiều. Có thể áp cho những cái từ cùng loại khác với những cái hình thức tương tự. Ví dụ, nếu như các bạn gặp một cái từ vựng số ít nó là hai chữ O thì số nhiều nó sẽ biến thành hai chữ E, như là chữ goose. Và cái răng, răng là thúc hai chữ O thì biến nhiều là hai chữ Y, là teeth. Và chữ foot là bàn chân,
và số nhiều là fit, là hai chữ e. Đó, các bạn lưu ý một điều này cũng khá là hay, mà để chúng ta khỏi cần để mà đặt nặng quá nặng vấn đề về nhớ nó, thì chúng ta có một cái mẹo nhỏ như thế. Về thứ năm đó là về danh từ tặng cùng bằng những cái nguyên âm giống như là âm y hoặc là âm o. Thì như các bạn thấy ở đây thì trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tặng cùng bằng chữ y. Ví dụ chữ baby thì số nhiều của nó thì là babies. Lúc này là chúng ta thấy là chữ y dài nó được biến thành y ngắn và thêm es vô để tạo thành số nhiều. Nhưng trong khi đó cái chữ toy thì số nhiều của nó lại là chỉ thêm mr mà thôi. Lúc này cũng không biến đổi chữ y dài thành chữ y ngắn và thêm es vô. Và đến cái chữ kidney là thẳng cũng vậy, cũng tương tự. Thì ở đây liệu rằng nó có một cái nguyên tắc nào để chúng ta nhớ hay không, và đã mặc định như vậy hay không, hay là một cách ngẫu nhiên, ngẫu hứng? Thì thật thiết nghĩ rằng là nếu như mà ở đây mà nó có một sự ngẫu hứng, bị ngẫu nhiên, thì rất là khó và để chúng ta mà nắm bắt hết được, và để mà chúng ta chia cho nó đúng về cái từ loại ở hệ số ít và hệ số nhiều của nó. Thì ở đây thầy sẽ chỉ cho các bạn về cái nguyên tắc của nó, cũng khá đơn giản, không có gì phức tạp cho ta lắm. Với những danh từ tặng cùng bằng chữ y dài thì chúng ta lưu ý rằng nếu trước y là một phụ âm nha các bạn, thì chúng ta bỏ y dài thành y ngắn rồi cộng es vô là tạo hình thức số nhiều của danh từ đó. Ví dụ cái chữ family số nhiều là families, và chữ party số nhiều là parties. Rồi rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gì, trước y là chữ L là phụ âm, cho nên là chúng ta là bỏ y dài thành y ngắn và cộng es vô là xong. Và tương tự bên đây chữ party là chữ T là phụ âm. Chúng ta nói chúng ta có 5 cái nguyên âm là anh ớm em ú ì đó, thường nói cho nó dễ nhớ đó. Và 21 cái phụ âm thì còn lại một phụ âm. Đó, các bạn lưu ý chỗ này. Và trường hợp thứ hai, nếu y là một cái nguyên âm thì chúng ta thêm ớt vô bình thường. Đó, thì 5 cái nguyên âm là anh ớm em ú ì đó các bạn. Ví dụ chữ là chữ boy, boys, hay là chữ key, keys. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những cái danh từ tặng cùng những trong nguyên âm là âm o. Đó. Thì nó cũng có những cái mà chúng ta cần nên xem xét. Ví dụ ở đây tôi thấy chữ là potato và số nhiều lại là potatoes thêm es, và cái chữ tomato cũng tương tự như vậy. Nhưng đến chữ memo và cái chữ stereo hoặc là solo hoặc là stereo thì cái hình thức thêm số nhiều lại là chữ s mà thôi, khác biệt hoàn toàn, không có thêm es vô mà chỉ có s mà thôi. Thì nó cũng tương tự như là cái nguyên tắc của chữ y dài thôi các bạn. Đây về các bạn lưu ý thầy là nếu như mà danh từ tặng cùng bằng chữ o, nó có xét hai điều kiện. Thứ nhất, nếu trước o là một phụ âm thì chúng ta thêm vào es. Nhớ các bạn là một phụ âm nha, một phụ âm. Ví dụ chữ hero, heroes, không, chữ o là phụ âm, r là phụ âm, rồi phụ âm. Và trở lại ví dụ ở trên đây, tomato là chữ t là phụ âm thì thêm hết vô. Còn nếu như trường hợp thứ hai, nếu như trước o là một nguyên âm hoặc là một danh từ gốc nước ngoài hoặc là một danh từ viết tắt nào đó thì chúng ta chỉ cần thêm s vô là xong. Cho nên là trở lại, một cái memo là một cái bản thông tin thông báo, và cái chữ này chúng ta sẽ bắt gặp trong những cái kỳ một trong những cái dạng đề khó nhất trong cái đề viết của kỳ thi A2 là bản thông tin thông báo. Đó. Còn cái chữ stereo là máy thu phát thanh, solo là những cái buổi đơn độc biểu diễn thôi. Ở đây một số những cái từ bổ sung thêm cho các bạn như là piano, pianos là cái đàn, một cái danh từ viết tắt, hoặc là photo, photos, hay là kilo, hay là radios. Thì các bạn lưu ý, thì đây là một trong những cái dấu hiệu chúng ta hay nói hơn là những cái nguyên tắc mà chúng ta nên nhớ để mà chúng ta khi thực hiện cái việc mà chia hình thức số nhiều cho những cái danh từ số ít thật sự chính xác và hạn chế những cái lỗi sai đáng tiếc xảy ra. Và cái phần cuối cùng đó là một vài cái danh từ có những cái thể về số ít, về số nhiều nó tương tự nhau, tức là nó giống nhau hoàn toàn, không thay đổi về cái hình thức chia. Thì đây là một cái ví dụ mà chúng ta có thấy rõ rệt nhất. Đó, cầu bên trái có thể là số ít, của bên phải là số nhiều, và chữ ship là con cừu. Thì chữ ship số nhiều cũng vậy, hay là chữ fish, hay là chữ fish, deer,
hay là pieces là cái loại, là series là cái chuỗi gì đó. Thì nói như vậy nó không phải là luôn luôn là bất di bất dịch, mà nó sẽ có ngoại lệ với các bạn. Tại vì chúng ta có thể rút ra một cái nguyên tắc nhỏ nhỏ ở trong cái trường hợp này là hầu như mà nếu hầu như thì thật sự nó cũng không có chính xác về cái cách về dùng từ chúng ta. Cho nên là trong trường hợp này, đối với những cái trường hợp về danh từ số ít và từ số nhiều, nó cùng nhau về một thể ở số ít và số nhiều, giống như một chữ mà thôi, thì nó có trường hợp ngoại lệ các bạn. Thì nếu mà nói động vật, ví dụ như các bạn điển hình như thầy đơn cử như là chữ cat, con mèo, có động vật. Thì động vật thì nó cũng là gì? Là nếu mà nó số nhiều của nó là chữ cat, không đi mất sợ chứ? Không các bạn. Mà nếu mình chia hình thức số nhiều của chữ cat hay là dog, con chó, thì số nhiều của đó chúng ta thêm mất sợ vô chứ? Hay gì các bạn? Đó, cho nên là với cái trường hợp này thì nó sẽ có trường hợp ngoại lệ nha các bạn. Các bạn lưu ý giùm thầy. Riêng những cái chữ này thì chúng ta nên lưu ý là một chữ duy nhất mà thôi, ở thức số nhiều và ở thức số ít. Đó. Và đây là một trong những 30 danh từ không được này, nó hầu như là nó khá thường xuyên xảy ra trong những kỳ thi A2. Ví dụ như là chữ money, money là tiền, clothing là quần áo, employment là công việc làm, hay là equipment là thiết bị. Thì đây là những cái danh từ không, như là furniture, homework bài tập về nhà. Thì chúng ta chỉ hay là chữ knowledge là chữ information. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Là ở những danh từ này nó không có đếm được, cho nên nó sẽ không có cái việc mà chúng ta thêm cái mạo từ phía trước đó nha các bạn. Bạn lưu ý giúp thầy đó. Rồi, và những chữ này chúng ta thường xuyên và chúng ta thường bắt gặp trong những cái thi hai, hay là chữ là 11 là merchandise là chữ goods, hàng hóa. Các bạn lưu ý giúp thầy là một cái chữ nó cũng khá là lạ trong cái việc học A2 chúng ta là chữ goods. Nếu mà chúng ta bỏ chữ s đi là tính từ là tốt, và thêm chữ s vô là danh từ là hàng hóa. Chữ này cũng khá là thông dụng và không biết nha các bạn. Pollution là sự ô nhiễm, advice là lời khuyên. Đó là những chữ này, hình như cái chữ này chúng ta đã những cái bạn nào đã học tới cái phần viết rồi thì chúng ta đã cũng đã bắt gặp về cái chữ này là lời khuyên. Thì give some advice trong một vài lời khuyên, thì những chữ này thì chúng ta cũng không có thấy là nó số nhiều là thêm chữ s vô nha các bạn. Nó là lời khuyên, danh từ không đi được, giữ nguyên nó thôi. Là meat thịt đó, hay là chữ food là thức ăn đó, là scenery là phong cảnh. Thế cho nên là các bạn lưu ý cho thầy về cái danh từ, như là chúng ta khi ta nói rằng là thức ăn thức uống gì đó, đại khái thế là danh từ không đến được nha các bạn. Cho nên chúng ta không có đi mất sợ những chữ food này. Một số bạn thêm vô thì hình như là nó không được chính xác cho lắm đó. Trong cái trường hợp nó cũng có hình thức số nhiều đếm được là khi chúng ta liệt kê ra một cách chi tiết và cụ thể rõ ràng thì được phép để chấp nhận với số nhiều chữ food này thêm mất sợ vô, hoặc là chữ rings là thêm được phim quan sát thêm mất sợ vô. Rồi, đó là cái lưu ý cho các bạn. Còn mình nói chung chung thôi thì mình khỏi thêm mất sợ vô làm gì, giữ nguyên cho thầy ha. Cái chữ số 16 là chữ scenery là phong cảnh. Thì cái chữ này một số bạn thầy cũng trong cái quá trình dạy qua những cái bài các bạn làm thầy chấm thì thầy cũng phát hiện một số bạn cũng sử dụng cái chữ này với hình thức số nhiều là chữ scenery, là chúng ta bỏ cái dài và chúng ta thêm ES vô, thì thật sự là nó sai, nó không có đúng. Cho nên là có một từ để chúng ta thay thế chữ phong cảnh này là chữ landscape này các bạn. Thì các bạn có thể là tra từ điển cho thầy, lên Google search cái này, chữ này cho thầy. Đây là một những chữ chúng ta thay thế với chữ này với thứ số nhiều của nó. Recreation là chữ giải trí, này cũng ít gặp. Traffic là giao thông này các bạn. Rồi, như là traffic jam nào đó, tắc nghẽn giao thông, hay là traffic light là đèn giao thông đó. Rồi, những phòng phẩm là chữ luggage, là chữ baggage là hành lý. Và chữ này chúng ta thường bắt gặp trong những cái bài đọc. Thì nó thường xảy ra. Và chúng ta cũng như các bạn có thể thấy rằng điều gì nó ta không có thấy hình thức số nhiều của nó thì mới sợ vô những chữ này. Rồi. Như là water là nước. Rồi. Thì những cái là bậm như là mumps, thôi cái chữ này mình cũng không có quá đề cập cái này, thì cũng ít thường xuyên xảy ra lắm. Những cái căn bệnh là bệnh quay bị, bệnh sởi rồi nè. Thì cũng không có thường xuyên xảy ra. Và những cái chữ như chữ e là không khí đó nè, có thể xảy ra news tin tức đó. Thì đây là 30 danh từ thầy mới vừa hỗ trợ cho các bạn về cái phần danh từ của nó. Chúng ta chỉ cần là chúng ta xem qua rồi chúng ta áp dụng cái bài tập tiếp theo thầy sẽ gửi cho các bạn. Tại vì mỗi một cái phần này chúng ta có một bài tập về nhà để chúng ta có thể là củng cố lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học
để tránh trường hợp nó mất đi nha các bạn. Đây rồi, thì đây là cái bài tập về nhà, thì chúng ta cùng nhau cố gắng làm nốt tất cả những bài tập thầy gửi cho các bạn. Đây là hoàn tất câu với những cái danh từ điểm được và cái danh từ không điểm được ở mỗi câu. Thì cái câu đầu tiên như thấy như thầy mới nói các bạn rồi đó, chữ traffic ở số nhiều hoặc là số ít thôi, điểm được hay không điểm được thôi nha các bạn. Rồi thì trong trường hợp này mình chỉ cần là điền vào cái từ loại cho đúng như ngữ cảnh đó thôi, với hình thức số ít hoặc số nhiều cho nó phù hợp, hoặc là danh từ không được chúng ta giữ nguyên không đi gì hết. Thì thầy nghĩ rằng là nó cũng khá đơn giản cho các bạn. Thông qua những bài tập này các bạn cố gắng làm để chúng ta học hỏi từ vựng và học cái cấu trúc của nó, để chúng ta có thể là gì, nâng cao cái mức độ của mình lên trong việc viết câu cũng như trong việc mà nói, trong cái hai kỹ năng đó. Thì vậy bởi vì hai kỹ năng đó là hai kỹ năng là làm cái thế chúng ta có thể vực dậy và kéo hai kỹ năng nghe và kỹ năng đọc lên. Và tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về cái phần đại từ, từ pronouns. Thì một trong những cái điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng trong kỳ thi A2, thì như các bạn biết thì trong cái phần thi viết của chúng ta đó, nó có một cái chỗ cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm, lưu ý khi chúng ta đặt bút chúng ta viết. Bởi vì nếu như mà trong cái phần thi viết ta với những cái chủ đề của Task 2 và Task 3, nếu chúng ta không có kiểm soát và chúng ta lơ là và chúng ta không có cẩn thận và tỉ mỉ thì rất dễ rơi vào trường hợp lạc đề. Thì nhắc đến chữ lạc đề thì hầu hết tất cả những học viên, những cái bạn nào có dự định thi về A2 sắp tới thì họ rất là lo lắng và băn khoăn và rất là sợ. Bởi vì lạc đề ở đây nó có lạc về hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là chúng ta lạc về thi, lạc về đại từ. Thì sẵn đây thầy sẽ nói thêm một chút thông tin về cái vấn đề về lạc đề trong cái kỳ thi viết của A2 cho các bạn hiểu rõ hơn. Thì những cái giám thị ở Cần Thơ người ta cân nhắc hai cái vấn đề có cho lạc đề hay không đối với một cái bài viết. Lạc về, nếu như mà trường hợp thứ nhất lạc về thì ví dụ như là trong cái đề thi người ta cho các bạn là thể hiện thơ đơn, thì các bạn không chia thơ đơn mà chúng ta chia thì quá khứ đơn thì được xem như là lạc đề. Hoặc là chúng ta chia nhiều thì không chẳng, và ngược lại trong trường hợp ngược lại ta cho quá khứ đơn mà các bạn chia thì hiện tại và tương lai là lạc đề, tại vì nó một sự việc sự vật đã xảy rồi trong quá khứ rồi, thì chúng ta viết lại, chúng ta tương thực lại, cho nên là chúng ta không làm như vậy mà chúng ta viết ở hình thức hiện tại và tương lai, là cái hướng cái bài nó đã đi một cái hướng khác rồi. Thì nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta lạc đề về thì chúng ta được hưởng 65% của cái phần đó. Còn trường hợp thứ hai nó nặng hơn nữa, đó là lạc về đại từ. Nó lạc về đại từ có nghĩa là lạc trong cái quá trình xưng hô của chúng ta. Tại vì cái đề thi A2 thông thường nó có những cái chỗ mà nó tạo chúng ta cái cảm giác là nhọc nhằn trong vấn đề phân tích đề, mà chúng ta không hiểu là cái đối tượng mà chúng ta gửi là cho ai và chúng ta xưng hô thế nào cho phù hợp. Mà nếu như chúng ta có cái sự mà nó không có quan trọng, hay là chúng ta bất cẩn, chúng ta sơ ý đi với áp lực thời gian quá cao và chúng ta quên bẵng đi cái yếu tố đi, thì nếu như mà nó xảy ra thì thật sự rất là đáng tiếc. Tại vì một khi nó lạc đề một cái rồi, giả sử là gửi cho anh ấy hoặc là gửi cho bạn của bạn hoặc gửi cho cô ta hay gửi cho chị gái của bạn hay gửi cho anh trai của bạn hoặc bạn gửi cho một người nào khác trong cái nội dung bạn phân tích đề, bạn biết một cái vẫn được biết trên cái đề thi á, thì cái yếu tố đó là nó lạc đề. Một khi lạc đề là không có điểm. Thì cho nên là cái vấn đề về đại từ thì luôn 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 nhắc các bạn hoài, vì nó một trong những cái mấu chốt làm nên sự thành công. Thì bởi tại sao thầy nói như vậy, thì có nghĩa rằng là gì, thầy có thể chấp nhận các bạn ở góc độ là bài chúng ta viết không hay với cái lối viết thông thường thôi, nhưng mà chúng ta đảm bảo đủ tất cả những yêu cầu đề đưa ra, giải quyết một cách gì rốt ráo hết nội dung, vốn từ, ngữ pháp không cần hay, tại ngữ pháp A2 cũng không có đòi hỏi quá nhiều chúng ta mặt từ vựng cũng như là mặt cấu trúc ngữ pháp. Chỉ cần là chúng ta làm nốt tất cả những yêu cầu đề là chúng ta đã được điểm cũng gần như khá cao rồi. Cho nên là cái tiếp theo, cái phần thứ hai là một trong những cái mấu chốt, một trong những cái điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng, phải dùng từ cực kỳ quan trọng. Cho nên là các bạn cố gắng theo dõi và chúng ta một lần nữa ôn lại để chúng ta có thể thấu hiểu mọi cái vấn đề của nó. Thì ở cái đại từ thì nó sẽ gồm có 5 cái thành phần. Thứ nhất đó về chủ ngữ là subject. Thứ hai là về tục từ là object.
Thứ ba là tính từ sở hữu là possessive adjective. Thứ tư là về đại từ sở hữu là possessive pronoun. Và thứ năm là đại từ phản thân là reflexive pronoun. Thì trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tất cả những cái thành phần này. Thầy đã hệ thống tên trên một cái bảng để chúng ta có một cách nhìn nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn. Và thầy cũng đã đánh số từng cái cột cho các bạn luôn. Cái cột thứ nhất là chủ ngữ. Cái cột thứ hai là bổ từ hay là túc từ. Cái cột thứ ba là về tính từ sở hữu. Cột thứ tư là về đại từ sở hữu. Và cột thứ năm là đại từ phản thân. Để chúng ta có thể một cái mình phân từ cột đi cho nó dễ dàng hơn. Cột thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đi. Về cái vấn đề ở đây là mình cố gắng mình tìm hiểu được cái công dụng cũng như cái chức năng, cái vai trò của những cái yếu tố, những cái thành tố này trong một câu như thế nào. Thì thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái chủ ngữ. Số 1 là về chủ ngữ. Thì ở đây có một số chủ ngữ như là I là tôi, you là bạn, he là anh ấy, she là cô ấy, it là nó, we là chúng ta, you là bạn và they là họ. Thì ở đây thông qua cái cột thứ nhất thì chúng ta bắt gặp là hai chữ you. Một chữ you ở phía trên, một chữ you ở phía dưới. Đó. Thì nó có nghĩa rằng là gì? Chữ you ở phía trên là you ở thức số ít. You ở phía dưới là thức số nhiều. Là nhiều người bạn với nhau. Rồi. Ở về chủ từ thì chủ từ, tất cả những chủ từ này là chủ từ chỉ về người và chỉ về vật. Nhưng các bạn hãy lưu ý một điều rằng là gì? Ở đây nó có hai cái chủ từ chỉ cả hình thức người và vật. Đó là chủ từ it và chủ từ they. Ở hình thức số ít đối với chủ từ it, ở hình thức số nhiều đối với chủ từ they. Cho nên là các bạn hãy lưu ý giúp thầy cái chỗ này ha. Rồi. Túc từ của chủ ngữ I là me. Và tính từ sở hữu của nó là my. Và đại từ sở hữu của nó là mine. Và đại từ phản thân là myself. Các bạn hãy nhìn cho thầy ở cái dòng thứ ba, tức là chữ you. Đối với đại từ, đối với chủ ngữ là chữ you, thì túc từ vẫn là you, tính từ sở hữu là your, mà đại từ sở hữu là yours, có chữ s vô. Và đại từ phản thân là yourself, là chính bản thân bạn. Về thứ ba là chữ he, túc từ là him, tính từ sở hữu là his. Và một đại từ sở hữu là his. Thì khi các bạn thấy rằng là gì? Tại nó tặng cùng bằng chữ s rồi. Cho nên là nó còn nó giữ nguyên lại hình thức là đại từ sở hữu với tính từ sở hữu lúc này chữ his là giống nhau hoàn toàn. Và đại từ phản thân là himself. Còn chữ c là túc từ là gì? Là her. Và tính từ sở hữu cũng là her. Đó là cái sự giống nhau. Và đại từ sở hữu là hers, có chữ s dùng. Và chính bản phản thân là chữ self. Cái chỗ đại từ phản thân, như nãy giờ chúng ta đã sơ lược qua về bốn cái chủ từ I, you, he, she, thì chúng ta thấy là nó chỉ thêm vô cái chữ là cái chữ self mà thôi. Vậy đối với chủ từ it thì túc từ vẫn là it, tính từ sở hữu là is và đại từ sở hữu là is. Đại từ sở hữu với tính từ sở hữu lúc này giống nhau và nó giống tương tự như thằng his. Và cái đại từ phản thân là itself. Thì các bạn, tại sao thầy có chữ in đỏ chỗ này với cái đại từ sở hữu của từ it? Is. Vì chúng ta thấy là đại từ sở hữu là về nó chỉ hình thức sở hữu mà làm chức năng đại từ trong câu nữa, chủ từ trong câu. Thì với một vật thì thông thường nó không có hình thức mà nó làm cái khả năng về tính từ sở hữu và đại từ trong câu được. Cho nên là rất là hiếm gặp, không phải là không có mà rất hiếm gặp thì dùng từ hiếm gặp. Cho nên là phần này mình hầu như là mình không thấy, nhưng mà nếu như mà bảo khuyết cái chỗ này đi thì nó thấy cái nhìn cái bức tranh nó không được đẹp lắm. Tại nó có xảy ra mà, cho nên nó có xảy ra thì chúng ta được phép để vào. Cho nên thầy, nhưng mà ít gặp cho nên là thầy in đỏ đóng ngoặc lại cho các bạn. Cho nên là có nghĩa rằng là gì? Là chúng ta đừng lưu tâm quá nhiều về nó làm cái gì đối với hình thức đại từ sở hữu đối với it. Còn với chủ từ là we thì túc từ là us, tính từ sở hữu là our, và đại từ sở hữu là ours, và đại từ phản thân là ourselves. Còn you, túc từ vẫn là you, tính từ sở hữu là your, là your. Và đại từ sở hữu chỉ thêm chữ s vô là yours, và đại từ phản thân là yourselves. Lúc này là do ở hình thức số nhiều nha các bạn. Bạn do chơi bạn thấy là ở hình thức số ít.
ta tặng cùng bằng F. Cái nguyên tắc về tạo hình thức số nhiều tặng đối với những danh từ tặng cùng bằng F là chúng ta bỏ F đi và chúng ta thêm vào VES vô, như các bạn thấy chữ yours. Chữ cuối cùng là chữ đây và tốt từ là chữ đem, và tính từ sở hữu là chữ đe. Và đại từ sở hữu là chữ des. Và chúng ta thêm chữ ở sở vô. Và themselves. Sau khi thầy đã phân tích và chỉ các bạn về những cái hình thức của những cái từ, những cái chủ từ rồi, thì một lần nữa chúng ta có thể rút ra một cái nguyên tắc để chúng ta nhớ sâu hơn. Trước hết chúng ta bỏ cái chủ ngữ ai đi, chúng ta lấy chủ ngữ từ you xuống chữ đây cho thầy. Thì như các bạn thấy rằng là giữa cái cột tính từ sở hữu và đại từ sở hữu không có khác biệt gì mấy, chỉ có khác biệt một chỗ duy nhất. Nếu như đại từ sở hữu, nếu như mà tính từ sở hữu là chữ do, thì đại từ sở hữu chẳng thêm sờ vô thì tạo thành một đại từ sở hữu mà thôi. Riêng có chữ his là giữ nguyên lại nha các bạn. Chỉ có bao nhiêu thôi nha. Nó không có gì quá khó để chúng ta phải mà đắn đo với cái bản này. Để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn thì thầy sẽ tiếp tục nói thêm cho các bạn về những cái vị trí, quan trọng là cái vị trí của nó trong trong câu như thế nào. Đối với chủ ngữ thì nó làm chủ ngữ trong câu, nó làm chủ từ trong câu các bạn. Chính vì thế mà nó đứng trước một cái động từ, đứng đầu câu, diễn tả một cái người hay là một cái vật đó thôi, một sự vật sự việc nào đó thôi, làm chủ ngữ trong câu. Thứ hai đó về túc từ thì các bạn thấy rằng là túc từ là nó đứng sau động từ và nó sau giới từ nha các bạn. Thì túc từ có chức năng là gì? Nó bổ từ, nó bổ nghĩa cho động từ mà thôi, nó bổ sung với nhau thôi. Tính từ sở hữu thì tính từ sở hữu thì nó đứng trước vị trí của nó, đứng trước danh từ. Ví dụ như là về như là sách của tôi, như là my book, sách của tôi, thì book là danh từ, my là tính từ sở hữu. Thì cái vị trí đứng rất là dễ dàng các bạn ha. Rồi thứ tư là về đại từ sở hữu, nó đứng trước động từ nhưng nó, và nó cũng có trường hợp là sau động từ luôn và nó sau giới từ. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ một cách rõ nét hơn. Và cuối cùng là đại từ phản thân, là nó sau động từ, nó sau danh từ và nó sau giới từ luôn các bạn, là cái vị trí từ loại nó đứng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về cái vị trí của nó trong câu, cũng như là qua những cái mẫu câu mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là về chủ ngữ là subject. Ví dụ như là he is a good student in my class, anh ấy là một học sinh giỏi trong lớp học của tôi. Như là he nè là chủ ngữ trong câu, they nè, she nè, we nè, it và you nè, thì bao giờ nó cũng hình thức là hình thức nó đứng chủ ngữ trong câu. Rồi như thầy nói vừa rồi đó, đây là một số ví dụ chúng ta có thể tham khảo thêm. Có thể thầy đang là nó cũng rất khá là dễ chúng ta, tại vì khi mình ta đặt viết câu thì bao giờ cũng có một cái chủ ngữ phía trước của câu đó. Về thứ hai là về cái túc từ hoặc là object, hay là bổ gọi cách gọi khác là bổ ngữ. Thì nói về cái túc từ á, thì chúng ta lưu ý nó có hai cái túc từ, một là direct object và thứ hai là indirect object, là túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp. Đây là một cái ví dụ, nó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái túc từ trong câu. Nếu chúng ta nói một cách thông thường đi, I love you, tôi yêu bạn, đúng không? I là chủ ngữ, love là động từ yêu, you là bạn, thì you là túc từ. Thì nó rất là dễ dàng cho ta về trường hợp chúng ta nhận diện đây là một cái túc từ. Nhưng mà trong trường hợp này nó đã xuất hiện hai cái túc từ, một là túc từ trực tiếp, hai là túc từ gián tiếp. Ở đây nó có một sự khác biệt nhỏ về cái vị trí mà chúng ta đặt. Như các bạn thấy ở trên màn hình, I write a letter to my mother, tôi viết một lá thư đến mẹ của tôi. Nói như vậy có nghĩa là gì? Xét một cách cụ thể hơn đi, để thầy có một cái nhìn rõ nét hơn, là túc từ chỉ vật và túc từ chỉ người. Tôi viết một cái lá thư, lá thư là vật gửi cho mẹ tôi là người. Thì nếu mình viết một lá thư này mà gửi đến ai đó thì nó cần một cái giới từ chỉ phương hướng là tôi. Còn trường hợp còn ngược lại, nếu chúng ta tôi viết cho mẹ tôi một lá thư, đưa cho mẹ tôi một lá thư, chúng ta đưa trực tiếp tới tay, thì không cần thông qua một cái giới từ nào hết, không cần chỉ một giới từ chỉ phương hướng hết, mà chúng ta đưa trực tiếp luôn. Đưa mẹ lá thư là chúng ta đưa liền, cầm tay mẹ đưa lá thư, đại khái là như thế. Qua đây thì chúng ta hiểu một cái công thức của nó. Các bạn lưu ý cho thầy, nếu như mà chúng ta cái túc từ chỉ vật, thông thường túc từ chỉ vật nghe các bạn, hay là từ trực tiếp đó chỉ vật á,
thì bao giờ nó cũng cần một cái giới từ phía sau để chỉ cho một từ chỉ người phía sau nữa. Rồi, ví dụ thứ hai, anh ấy cho tôi một vài cuốn sách, he gives me some books. Rồi, nhưng mà cho tôi trực đưa tôi trực tiếp nè, thì là tốt từ chỉ người là me, vài cuốn sách là ở phía sau thôi. Rồi, thì nếu mà ngược lại, đưa vài cuốn sách cho đến tôi nha, thì phải tôi có tu. Đó là những cái đặc biệt để chúng ta cần nhớ khi chúng ta viết câu mà liên quan đến túc từ. Và thông thường tất cả các bạn biết câu là những cái túc từ thì thường xảy ra lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tính từ sở hữu. Về tính từ sở hữu là đứng trước danh từ, như thầy nói với vừa rồi các bạn đó. Như là this is my book, đây là cuốn sách của tôi. Thì nó rất là đơn giản. Sở hữu là diễn tả một cái vật thể mà chúng ta sở hữu nó. Hay là home mother là mẹ của tôi chứ không phải là mẹ một ai khác, thì rất là đẹp. Hay là our car, xe hơi chúng tôi, hay là my phone, điện thoại chúng tôi, đại khái như thế các bạn. Tiếp theo là cái đại từ sở hữu. Thì cái đại từ sở hữu này nó cũng mà hầu như thì với cái phần viết của chúng ta thì thầy thấy rằng là hầu như là cũng không có sử dụng gì nhiều vì đại từ sở hữu các bạn. Có chăng thì nó sử dụng trong cái phần đọc hiểu mà trắc nghiệm trong cái phần part one cho các bạn thì nó sẽ rơi phần đó. Còn viết thì thấy là nó hầu hết nó dùng chủ ngữ là nhiều thôi, ít khi nào dùng đại từ sở hữu lắm. Thứ nhất là nó trước một cái động từ, ví dụ là his car is black, cái xe hơi của anh ta thì đỏ, còn xe hơi của tôi thì màu xanh. Thì cái chữ my này nó đáng lý ra là mình dùng thì xe hơi của tôi phải không, là my car, mà cái cách viết dùng đại từ sở hữu để chúng ta rút gọn đi, rút gọn đi cái câu cho nó mượt mà hơn và chúng ta nhìn bằng cách nó đẹp hơn không, và nó ngắn gọn hơn. Bây giờ dùng như my car thì cũng không có sai không, thì chữ my này thì chính xác là nó thay thế bằng chữ my car, mà cách viết ngắn gọn là my này, là chúng là xe hơi của tôi thì màu xanh. Đó là cái cách mà để diễn đạt khi chúng ta dùng đại từ sở hữu. Tương tự như vậy là sau động từ it isn't my part, có nghĩa là nó không phải là cái cặp của tôi hay là cái túi của tôi. That part, cái cặp đó là is my, lại mới là của tôi. Đó, mới là my part. Thì lúc này nó thay thế chữ my, thì nó thay thế chữ my part. Cho nên là nó sao động từ thôi, vị trí này các bạn. Rồi. Cái phần thứ ba nó là sau giới từ. Như là I could deal with their problem, but I don't know what to do with mine. Thì là tôi có thể chữ deal with thì có nghĩa là giải quyết các bạn, giải quyết hay là bằng chữ show cái vấn đề của họ, nhưng mà tôi không biết là cái điều gì để mà làm với cái vấn đề của tôi. Thì lúc này đó là cái chữ mine là nó thay thế cho cái từ là problem, là vấn đề của tôi là mine problem, mà chúng ta không viết bằng chữ mine problem mà chúng ta viết chữ mine mà thôi. Đó là những cái mà chúng ta nó sử dụng cái đại từ sở hữu trong cái trường hợp cảnh này cho nó tiện hơn thôi. Đấy các bạn. Rồi thì đây là ba cái vị trí mà nó thường xuất hiện khi mà chúng ta sử dụng một đại từ sở hữu. Cái phần tiếp theo nữa là đại từ phản thân, reflective. Về cái đồ nào đại từ phản thân. Về đại từ phản thân thì ở đây nó có một cái ví dụ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về từ phản thân. Thứ nhất là sau một vài động từ. Thì những cái này nó thường sẽ sau một vài động từ này, ví dụ một từ phản thân. Ví dụ là when cooking dinner, he cut himself. Khi anh ta nấu ăn thì anh ta đã cắt cái tay của anh ta. Trong trường hợp này là quá khứ đơn nha các bạn. Cắt rồi mình mới biết được kết quả, cho nên anh ta cắt mình mới thấy được, cho nên chữ cut, mà chữ cut ba cột là quá khứ đơn hết. Ba cột giống như nhau các bạn. Cột 1, cột 2, cột 3 thì cut hết. Cho nên là bạn nào cũng đừng có nhầm lẫn đề về đây là hiện tại nha các bạn, và chúng ta không có thêm mất sờ vô nha. Là chỉ hình thức quá khứ đơn nha các bạn. Rồi. Thì với những chữ cut là đứt tay. Ở đây thầy có minh họa một cách cụ thể cho các bạn thấy nè. Cut, hurt, burn, kill, look at hay là chữ see. Thì đây là những cái từ này thì chúng ta sử dụng một cái đại từ phản thân phía sau là được. Một số cái diễn đạt có thể sử dụng đại từ phản thân khác như là enjoy yourself là mình những lời chúc thôi, hay là khi mà chúng ta đến ai nhà đó, người nhà ta tiếp đãi chủ nhà ta đó, thì là behave yourself, là cứ tự nhiên ở nhà không, cư xử phải phép gì ở nhà thôi, cứ lịch sự thôi. Rồi hay là make yourself at home, cứ như ở nhà đó, thì những từ nó cũng khá là gần gũi chúng ta để chúng ta quá trình mà giao tiếp thôi các bạn, để chúng ta hiểu biết thêm thôi, không có nhiều. Thì đây là tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm là cái vị trí thứ hai, đó là sau cái giới từ. Ví dụ là she bought a present for herself, là cô ấy mua một món quà cho chính bản thân của cô ta, bản thân của ta thôi. Hay là you should believe yourself, bạn nên tin vào bản thân của bạn.
thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy sao sao giới từ. Cái phần thứ ba là sao về cái chủ ngữ. The man himself fit the car, cái đàn ông mà thường thường chính bản thân anh ta sửa chiếc xe hơi. Đó. Thì thông thường cái vị trí nó đặt rồi mình thấy là nó cũng khá là dễ, không gì khó các bạn. The man himself. Đó. Hay là any him any herself. Đó. Không thể hiểu về cái người chồng chúng ta, chồng của cô ấy là thỉnh thoảng. Thì đây là những cái vị trí cách đặt khi chúng ta sử dụng lại từ phần thân. Thì đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái pronoun này với những cái chủ ngữ subject, rồi những cái túc từ là object, rồi những cái về possessive, những tính từ sở hữu, rồi về những cái đại từ sở hữu, về đại từ phản thân nữa. Thì ở đây có một bài tập nhỏ để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về những cái đại từ sở hữu này. Thì ở đây thì sẽ có hai cái bài tập, nó sẽ giúp các bạn ôn lại một lần nữa những kiến thức về các bạn học trên lớp về cái đại từ này. Thì chúng ta chỉ cần chúng ta dựa trên những cái tình huống, dựa trên cái vị trí, cái mối liên hệ của những cái từ gần nhỏ nhất về mặt ý nghĩa, thì chúng ta có thể tìm ra được đáp án một cách chính xác. Hy vọng rằng thì qua những cái bài tập này sẽ giúp các bạn, hỗ trợ cho các bạn về cái phần những kiến thức nhỏ, những cái điểm chủ điểm ngữ pháp mà nó làm nên cái sự thành công cho các bạn. Xin chào các bạn.